ống kính là một cô gái hơi bị đẹp, hơi bị đẹp. Tất nhiên là người thì khẳng khiu là một cái ống sắt, chả có vú viết gì cả, được hay cũng cực, có nên nàng tin camera. Cảm ơn những người đã sống cùng tôi trên trái đất thân yêu này. Sao? Em không nói được gì, em vẫn đang xúc động, coi bao nhiêu lần vẫn cứ xúc động. Đang khóc thì bắt lên gấu à? Cảm ơn em, bởi vì một bộ phim nó không chuyên nghiệp nhưng mà nó đầy cảm xúc, và khi tôi ngồi xem tôi có rất nhiều ý nghĩ, nhiều điều muốn nói với các bạn. Cùng lúc tôi lắng nghe bộ phim, tôi xem những hình ảnh của bộ phim, thì những cái ý nghĩ đó nó cứ chạy qua đầu tôi nhiều đến mức tôi không kịp nắm bắt nó, tôi không tóm lại được. Và có lẽ bây giờ vì thế nên tôi hơi lộn xộn, muốn không biết mình muốn nói cái gì. Nhưng mà tôi muốn rất là muốn cảm ơn em và ekip của em. Tôi thấy ở đây một tình yêu rất lớn của các em đối với âm nhạc của Trần Tiến và đối với con người của Trần Tiến. Cái tình yêu đó nó mênh mông và nó làm cho những cái thước phim của các em trở nên rất là tình cảm. Vì thời gian thì không quay lại được, mà những cái tư liệu đó của em nó sẽ giúp chúng tôi giữ lại những cái ký ức về chính cuộc đời của mình. Mình cảm thấy rất là xúc động. Nó không giống như kiểu mình đi xem cuốn phim tài liệu đâu. Nó giống như mình được nói chuyện với Trần Tiến. Cái cảm giác là giống như là khi mà mình được ngồi mình nghe những câu chuyện mà của một cái con người mà mình ngưỡng mộ. Tức là mình nghĩ là mình xem một cái bộ phim tài liệu như thế này mà mình lại cảm thấy cuốn hút như vậy. Có lẽ bởi vì anh ấy viết bằng cái nỗi cô đơn của mình, bằng cái tình yêu của mình. Và tình yêu và nỗi cô đơn đó là hai cái xúc cảm nó song hành trong cái thế giới nội tâm của anh ấy, và anh đã chuyển tất cả, ký ân tất cả trở thành âm nhạc và làm cho những người mà có lẽ là đã nước mắt đã cạn khô như cô rồi, già rồi, nhưng vẫn cứ rưng rưng khi xem, khi nghe. Và giám sóc cũng như mọi người khi xem xong thì mình muốn giữ mãi những cái khoảnh khắc đẹp, những cái khoảnh khắc mà rất là đời thường của một nhạc sĩ, để nói là rất là ngưỡng mộ. Không phải về chỉ mũi tài năng, mà ông là một trong những cái tinh hoa của nền âm nhạc Việt Nam. Bài tình ca đầu tiên anh xin dành cho em, ôi nhớ. Đôi lúc xem ra những cái thước phim này, B cũng phải nổi hết da gà, rồi đến những giây phút cuối cùng mà không chỉ B mà những người ngồi xung quanh B, kể cả những bạn trẻ hơn B nữa, đều rơm rớm nước mắt. Nói chung là đối với B là một người nghệ sĩ thì B cũng ước mơ sau này cũng chỉ có những cái người luôn yêu mình, luôn ủng hộ mình, luôn muốn viết những câu chuyện về bản thân mình bằng chữ, bằng sách, bằng những cái thước phim như thế này, là B nghĩ đây là những điều hạnh phúc nhất của một người nghệ sĩ. Này thì mình rất là xúc động và rất là mừng, là bởi vì cuối cùng thì Lan đã làm xong bộ phim, kết thúc cái hành trình 5 năm của mình. Và một cái điều hạnh phúc nữa là cái người nhạc sĩ mà bạn yêu mến lại có cơ hội được xem bộ phim này. Cách kể chuyện nó cũng giống như là cái âm nhạc, cũng giống như cái con người của chú Trần Tiến,
nó rất là mộc mạc, nó rất là lãng tử. Hiệp mong là cái bộ phim này nó sẽ được đến với nhiều người xem, những cái người mà biết và yêu những cái ca khúc của chú Trần Tiến, bởi vì đây là một cái bộ phim tài liệu thể hiện nó rất là đáng giá. Tìm thấy không chỉ là câu chuyện của sự sáng tạo của một người nghệ sĩ, mà mình thấy câu chuyện của thời cuộc ở trong đó. Và việc thật sự là hy vọng là những người khán giả, đặc biệt là những khán giả của những thế hệ 7X, 8X, nếu như chúng ta có cơ hội, chúng ta nên đi xem bộ phim này, và chắc chắn là chúng ta sẽ tìm thấy được một phần nào đó những ký ức năm tháng của tuổi thơ thông qua bộ phim này. Khán giả đến với bộ phim tài liệu này sẽ xúc động không chỉ vì nhạc Trần Tiến quá hay, mà là bởi vì sẽ nhớ lại một thời thanh xuân rất là tươi đẹp của chính bản thân mình. Một màu xanh lam trắng thêm màu trắng, đời chinh chiến đã xa rồi sắc màu tôi. Một màu đen đen, một màu trắng trắng, chiều hoang vắng chiếc chiến xe tan đi thật vội vàng. Trần Tiến ra đời từ nhân dân, từ những số phận con người xung quanh, và trả lại đúng cho nhân dân tất cả những gì đã nhận. Nên ca khúc của Trần Tiến luôn luôn có một cái gì đó rất là thân thuộc, ai cũng hát được, ai cũng thuộc được. Và tôi hy vọng rằng cái bộ phim này sẽ trở thành một cái kỷ niệm rất là đẹp đối với gia đình cũng như với tất cả những người yêu nhạc Trần Tiến, và sẽ kéo dài cái tình yêu thương với âm nhạc Trần Tiến ở nơi trái tim mọi người.